Quý xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 7 tháng Giêng năm 2017. Chương trình phát hình của VATV được mở đầu với tin y học của bác sĩ Trần Văn Sáng. Để bắt đầu chương trình, quý châu xin kính mời quý vị theo dõi tin y học của bác sĩ Trần Văn Sáng. Các chất có liên hệ đến ung thư. Xin kính mời quý vị theo dõi. xin kính chào các quý thính giả của đài Speicher đang khắp một nơi ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục trình bày về cái đề tài ung thư thì trong hai lần trước tôi đã trình bày thế nào là tế bào ung thư và trong cái à, phần trình bày lần thứ nhì tôi nói về lịch sử để tìm hiểu về ung thư trên con người và ngày hôm nay tôi sẽ trình bày về các chất có liên hệ đến ung thư đã được kiểm nghiệm và đã được xác minh là có liên hệ đến ung thư ở đây nhất thì chúng ta thấy là cái cơ quan thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ có thông báo vào ngày 4 tháng Giêng năm 2016 là họ sẽ cấm sử dụng 7 loại chất dùng để bảo quản thực phẩm gọi là food additives vì nó có khả năng gây đồng thư thì cái chất đó làm thế nào cái chất đó là thực sự rất là khó cho quý vị nhớ nhưng mà chúng ta chỉ nhớ là trong tương lai cái cơ quan thực phẩm của hoa kỳ họ sẽ loan báo về những cái chất và khi chúng ta ăn thì chúng ta chú ý là sẽ có những cái chất để mà giúp cho bảo quản những cái thực phẩm để lâu hay là có những cái vị nó ngon hơn thì chúng ta sẽ chú ý ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại đặt cái vấn đề là làm thế nào để chúng ta có thể biết được cái chất đó nó gây ra ung thư thì tất cả nhà nghiên cứu họ sẽ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc trên môi trường cấy tế bào gọi là cell culture hoặc trên súc vật. Và về thử nghiệm trên con người thì khó hơn và người ta sử dụng phương pháp gọi là nghiên cứu dịch tế học có nghĩa là nếu trong vùng nào đó trên thế giới có một tỷ lệ ung thư nhiều hơn những vùng khác thì tất cả chuyên viên y tế họ sẽ đến để nghiên cứu về cái môi trường, về nước, về đất dân dân ở đó để mà tìm hiểu xem. Thí dụ, ở Việt Nam cái tỷ lệ về ung thư gan rất là cao. Chính vì vậy người ta đã tìm thấy có hai chất rất là quan trọng để gây ra ung thư gan đó là siêu vi trùng gan B và một chất gọi là aflatoxin mà tôi sẽ nói à, chút xíu nữa. thì đó là cái lý do. Còn cái cơ quan nào trên thế giới quyết định là cái chất đó nó liên hệ tới ung thư? Tại vì một khi đã quyết định như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kinh tế, những cái nhà sản xuất, những cái nơi mà sản xuất ra những cái chất đó. Chính vì vậy cái cơ quan thế giới nghiên cứu về ung thư là một cơ quan thuộc về hệ thống của cái WHO là World Health Organization sẽ có một cái tiếng nói hết sức là quan trọng trong cái quyết định là chất nào gây ung thư và ngoài ra thì tại Hoa Kỳ nó có một cái chương trình toàn quốc nghiên cứu về độc chất do Hoa Kỳ và cơ quan bảo vệ môi trường ở tại Hoa Kỳ ở khắp nơi trên thế giới và đặc biệt tại Hoa Kỳ chúng ta có thêm cái cơ quan là Food and Drug Administration tức là cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc và đồng thời có cơ quan quốc gia nghiên cứu về ung thư National Cancer Institute. Thì cái cơ quan nghiên cứu về ung thư trên thế giới họ sẽ làm cái gì? Họ sẽ hiện nay họ đang nghiên cứu trên 900 các chất khác nhau và chia tất cả những cái chất đó ra làm năm nhóm. Chúng ta sẽ chú ý cái nhóm 1 thôi, tức là cái nhóm mà thực sự được xác định là gây ra ung thư gọi là carcinogenic to human, tức là gây ra ung thư cho người. Và cái nhóm số 2 là chỉ có liên hệ đến ung thư mà thôi, không có chắc chắn và nhóm số 3 là có thể gây ra ung thư nhóm số 4 là không rõ có liên hệ với ung thư và nhóm sau cùng nhóm số 5 là không có gây ra ung thư thì trong những chất được xác định hiện nay chúng ta có 111 chất trong cái nhóm số 1 mà tôi nói là hoàn toàn được xác định gây ra ung thư và chúng ta sẽ tập trung vào những chất này và vì cái chất này rất là nhiều tôi chỉ xin phép trình bày lần nữa những cái chất gọi là quan trọng mà thôi và những cái chất kỳ này tôi sẽ trình bày gồm có ba chất là acetaldehyde, aflatoxin và ristocolic acid đó là cái ba cái chất mà thực sự được xác định ung thư thì cái chất acetaldehyde là cái chất gì thực sự đây là một cái chất nó phát xuất từ cái chất rượu mà ra đó là một chất lỏng không có màu sắc nhưng mà tìm thấy ở khắp mọi nơi thí dụ như là trong khói thuốc trong dầu xăng trong khói thải ra từ xe và trong không khí ô nhiễm và cũng dùng chất này người ta được sử dụng trong thuốc nhuộm và tất cả những cái chất có mùi thơm được sử dụng trong cái vấn đề mà mỹ phẩm và đặc biệt cũng là cái chất này mà được sử dụng giúp cho những cái trái cây được giữ lâu và đặc biệt họ giữ con cá nó được tươi lâu hơn tức là acetaldehyde chúng ta nhìn thấy trong cái môi trường thì cái chất mà có thể gây ra ung thư là cái chất nằm trong cái môi trường ô nhiễm nhưng mà ít có người để ý tới là tất cả những chất trong mỹ phẩm chúng ta sử dụng như vì thấy trên cái màn ảnh đó gồm có dầu thơm tất cả những chất mà chúng ta sử dụng trên tóc trên tay và trong những cái mỹ phẩm của người phụ nữ thường thường có chất acid hai vì vậy khi chúng ta sử dụng chúng ta phải cần giới hạn sử dụng những cái chất này tại vì sao tại vì chất này nếu mà sử dụng quá nhiều cái sự tích lũy của chất này cũng là một nguyên nhân đưa tới ung thư tại vì acid hai được xác định là gây ra ung thư ngoài ra cái chất này cũng có rất nhiều trong rượu vì vậy những người uống rượu nhiều thì từ giờ chúng ta thấy tỷ lệ ung thư nó cao hơn những người khác và đặc biệt trong cái nghề thực phẩm chúng ta cần chú ý tại cái chất này là để giúp cho cái thực phẩm được giữ được lâu trong trái cây trong kẹo trong nước ngọt nhân dân và đặc biệt đối với người ở đông chúng ta trong những thực phẩm lên men chua giống như đồ chua men giấm nhân dân chúng ta phải cẩn thận thì đó mình thức của cái sự uh, acetaldehyde nó cũng có xuất hiện ở trong cái những chất đó Đặc biệt gần đây người ta nói về những chất mà những chất nhựa những cái chai nước uống gọi là bottled water bằng nhựa plastic nếu ta để ở ngoài nóng nhiều giờ trong một cái uh, xe hay là để ngoài trời thì nó cũng sẽ thay đổi chất nhựa tạo ra chất hai tạo ra một cái vị khác trong nước uống và chính cái chất này được loan báo là cũng có thể liên hệ đến cái ung thư cho con người. Đây là một số hình ảnh mà quý vị có thể nhìn thấy là những cái chất mà được dùng trong thực phẩm Thí dụ như là vanilla, cinnamon để mà dùng cho cái mùi thơm trong thực phẩm Và những cái loại nước uống mà chúng ta thấy là những cái loại nước mà đựng trong cái bình Và rất là phổ biến trên khắp nơi trên thế giới Và những cái chất thí dụ là mùi thơm giống như là cinnamon, những cái chất quế của chúng ta Đó là những cái nguồn gốc cũng thực sự nếu mà sử dụng nhiều cũng có thể đưa tới ung thư Ít có người hiểu là cái những cái dầu thơm chúng ta có thể sử dụng trở thành chất độc cho cơ thể chúng ta nếu sử sự quá nhiều, và thì nó trở thành cái perfume nó trở thành một cái loại poison tức là chất độc cho cơ thể và chúng ta cần nhớ là cái cuộc sống của chúng ta lúc nào trong nhà chúng ta cũng có những cái mùi thơm những cái đồ đi xịt trên tóc chân dân à, dầu thơm để giữ cho cái nhà được thơm nhưng mà thực sự tất cả những chất đó gom lại thì nó cũng giống như chúng ta ở chung với một cái người đang smoke gọi là second hand smoke. Thế ra những trong cái gia đình thì chúng ta nên giới hạn sử dụng những chất mà đã làm gây ra mùi thơm cho nhà. Điều cần nhớ của về cái chất này là gì? Tránh môi trường có nhiều khói và tránh những thực phẩm được dự trữ lâu ngày bằng quá chất. Giảm bớt uống rượu, giảm bớt dầu thơm và những chất tạo mùi thơm trong gia đình và đặc biệt nên giảm bớt những thức ăn được lên men chua thì đó là cái phần mà tôi à, xin trình bày à, đầu tiên về cái chất à, đầu tiên và chúng tôi xin tạm dừng ở đây cho à, cái chương trình thương mại đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự hội chợ Tết Maryland 2017 Mừng Xuân Đinh Dậu do Association of Vietnamese Americans tổ chức từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng 2017 tại Northwood High School 919 University Boulevard West, Silver Spring, Maryland 20901 gồm múa lân, sổ số, thi trẻ em đẹp, thi giọng ca vàng, thi hoa hậu áo dài, trình diễn áo bà ba cùng nhiều đặc sản truyền thống Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc Châu Huỳnh 571 499 9525 hay Thomas Trần 301 526 4064. Thư mời Kính mời quý thân hữu đồng hương đến tham dự chương trình Chiều Nhạc Thính Phòng, Trói Buộc Tự Do, Mai Khôi, tại Hội trường Mason District Government Center, 6507 Columbia Pike, Annandale, Virginia, 22003, vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2017. Trân trọng kính mời và xin được mời vào cửa tự do. Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CDA, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Samsung, LG, Sony, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Luraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishing, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là innovation and tech today tạm dịch là sáng tạo và kỹ thuật ngày nay trao tặng và best of show tức là sản phẩm độc đáo nhất do hiệp hội residential systems trao tặng đây là một vinh dự lớn lao cho công ty luraco một lần nữa, ghế Massa khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế Massa cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế Massa Luraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học Weber, tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc 1-800-483-9930, 1, -483 -9930, 1 483 9930 Nhà hàng thần tài Seafood đã tổ chức hơn 3.000 buổi tiệc để phục vụ cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn suốt hơn 30 năm qua. Chúng tôi nhận đặt tiệc cưới, sinh nhật, ra trường, họp mặt hội đoàn, nhặt đặt catering với giá rẻ và thức ăn ngon. Điểm sắm mở cửa 7 ngày mỗi tuần, thứ hai đến thứ sáu, 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thứ bảy đến chủ nhật, 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Blue Crab House bắt đầu sau 3 giờ chiều, chúng tôi có Blue Crab, Crawfish cùng nhiều món hải sản khác. Đặc biệt có món cua rang muối tiêu bơ ngon và rẻ. Chủ nhân kính mời, Trung tâm We Care chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, We Care, chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicate, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của We Care phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703 879 3750. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị của tủy bò và xương ngon, nguyên chất thơm ngon không chất bảo quản. Chỉ cần nửa galon lông nước sôi cho một gói nước cốt phở là gia đình mình sẽ có ngay sống tô phở tuyệt hảo. Mamala Kitchen thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng. Còn chân chơi gì nữa hãy tìm ngay nước cốt phở Mamala Kitchen trong các chợ người Việt tại Houston. Nước cốt phở Mamala Kitchen là sản phẩm đầu tiên độc quyền có mặt trên thị trường Mỹ và đã được USDA chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mamala Kitchen không chỉ có nước cốt phở mà còn có chả giò thịt heo đặc biệt thơm ngon tiện lợi không có sản phẩm nào so sánh kịp. Mamala Kitchen quá ngon quá tiện quá đã.